Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2018, bé Nian V, sinh năm 2010, cùng chị ruột được cha mẹ đưa đến khu vực suối giữa trên núi Cô Tô thuộc ấp Tô Lợi, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, gửi cho hai mẹ con treo nách trông giữ để cắt cỏ. Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, được mẹ kêu đi gánh nước suối, nách rủ bé V đi theo. Khi đến khu vực suối giữa, nách rủ bé V đi thăm bẫy bắt thú rừng cách đó khoảng 40 mét. Khi thấy bẫy không dính thú và xung quanh không có người, nách nảy sinh ý định giao cấu với V. Để thực hiện hành vi đồi bại, nách kêu bé V lại ngồi trên tảng đá, rồi đè nạn nhân xuống hãm hiếp. Khi thấy bé V kêu đau, dùng dãy khóc, nách mới dừng lại. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, cha mẹ V phát hiện con gái bị đau dùng kính nên chở bé đến trung tâm y tế huyện Tri Tôn để khám. Sau khi nghe con gái kể lại bị nách xâm hại, cha mẹ bé V đến công an xã Cô Tô tố giác. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Châu Nát 18 năm tù giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền trên 14 triệu đồng.